Thưa quý vị khán giả, ngày nay các vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra ngày càng nhiều. Thủ đoạn phạm tội tinh vi, có bài bản gây thiệt hại lớn về tài sản và bức xúc trong nhân dân. Mới đây ở tỉnh Đồng Nai, nhóm đối tượng là chị em kết hợp cùng con trai ruột đã gây ra hàng loạt vụ giàn cảnh nhặt đường điện thoại, xin chuột để chiếm đoạt tài sản của người dân tại nhiều địa phương trong và ngoài tỉnh. Cụ thể, Nguyễn Thị Hoa tiếp cận nạn nhân ở khu vực các trụ ATM nhờ rút tiền giúp sau đó đưa ra một chiếc điện thoại iPhone 14, nói là mới nhặt được nhưng không biết tắt máy, nhờ các bị hại tắt dùm. Lúc này điện thoại sẽ đổ chuông, thì Hoa nhờ bị hại nghe dùm. Thực chất là do các đối tượng trong băng nhóm gọi vào để lừa bị hại. Bị hại ngỡ là chủ điện thoại gọi đến để xin chuột với giá 10 triệu đồng, nên đồng ý đưa một phần tiền cho Hoa đi gấp, giữ điện thoại chờ người đến chuột. Thế nhưng, trong khi giao dịch lấy tiền của bị hại, Hoa sẽ tráo chiếc điện thoại iPhone 14 thật và đưa cho bị hại chiếc iPhone 14 hàng nhái đã giấu sẵn trong người. Hoa khai nhận đã mua 50 chiếc điện thoại nhái để thực hiện các vụ lừa đảo. Quá trình điều tra xác định, trong thời gian từ tháng 7 năm 2023 đến cuối tháng 1 năm 2024, nhóm này đã thực hiện trót lọt 31 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản khoảng 150 triệu đồng.